OK, Hồng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Hiện tại thì có lẽ là tất cả quý anh chị nhà đầu tư cũng như toàn bộ khán giả, những người yêu bóng đá thì đang xem trận bóng đá trực tiếp Việt Nam với Campuchia. Hiện tại đang là 3-0. Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Và ngày hôm nay thì Hùng Lê lại đồng hành lại cùng với quý anh chị nhà đầu tư để chúng ta cùng điểm lại tình hình thị trường trong tuần vừa qua, tức là tuần từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 11, và cũng như có những phân tích định hướng cho tuần từ ngày 26 đến ngày 30, tức là tuần cuối cùng của tháng 11 của năm 2018. Thì như thế là chúng ta chỉ còn 4 tuần của tháng 12 và 1 tuần của tháng 11 năm 2018, thì coi như là chúng ta kết thúc năm 2018, một năm đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là nửa 6 tháng đầu năm thì có vẻ là thị trường của chúng ta khá là tốt, nhưng mà bắt đầu bước sang giai đoạn nửa cuối của 6 tháng cuối năm thì thị trường của chúng ta khá là xấu, khi mà rất nhiều những cái thành quả của rất nhiều những cái thành quả của chúng ta từ nửa đầu năm, đúng không ạ, chúng ta tích lũy được, và rõ ràng là sau đó thì thị trường đã có một đã có một quãng thời gian rơi khá là mạnh, và những cái thành quả của chúng ta đầu tư thì gần như là rất rất nhiều những quý anh chị nhà đầu tư chúng ta tham gia đầu tư thì chúng ta đã không thể giữ được thành quả, và thậm chí là chúng ta còn bị lỗ vào tiền vốn. Thì đấy là một cái thực tế của thị trường chứng khoán Việt Nam. Và chúng ta thấy rằng là trong quãng thời gian gần ở đây thì chúng ta thấy rằng thị trường của chúng ta cũng giao dịch cũng khá là khó chịu, khi mà thị trường có những phiên tăng điểm rất là mạnh. Tuy nhiên là điểm tăng mạnh đấy thì chúng ta cũng dễ dàng nhìn thấy rằng những cái điểm tăng mạnh như vậy thì nó chủ yếu là tập trung vào các cái cổ phiếu trụ, các cổ phiếu blue chip. Còn cái mức độ lan tỏa của thị trường của chúng ta thì nó rất là kém. Đặc biệt là cái dòng dẫn để kích hoạt tiền vào thị trường của chúng ta thì nó không có nhiều. Và hơn thế nữa thì căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như những cái địa chính trị tại thị trường chứng khoán Mỹ đã tác động lên chỉ số Dow Jones, và ít nhiều thì nó cũng đã tác động lên toàn bộ thị trường chứng khoán thế giới, cũng như thị trường chứng khoán châu Á, và thị trường chứng khoán của Việt Nam thì cũng không ngoại trừ cái vùng ảnh hưởng đó. Và chúng ta thấy rằng nếu nếu chúng ta nhìn tổng quan nếu chúng ta nhìn tổng quan trên đồ thị VN Index, thì cũng sẽ nói tổng quan một tí. Nếu chúng ta nhìn tổng quan trên đồ thị VN Index, chúng ta sẽ có một cái chu kỳ người ta thường nói là chu kỳ 10 năm. 10 năm, tức là từ năm 2008 cho đến 2018, đây 20 đây, tức là ở vùng này. Thì chúng ta thấy rằng là chu kỳ 10 năm, thì năm 2017 là cái năm Hùng Lê đánh giá là một cái năm cuối cùng của một cái chu kỳ tăng trưởng của một nền kinh tế chu kỳ 10 năm. Thì sau đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, những yếu tố hiện tại thì chúng ta thấy rằng cái chu kỳ tốt nhất của thị trường thì nó đã qua đi, tức là cái chu kỳ tốt nhất của thị trường là năm 2017, thì năm 2017, và có một phần phần giáp với lại 2018, thì cái chu kỳ tốt nhất của thị trường, chu kỳ của nền kinh tế 10 năm thì nó đã qua đi. Và sau một cái chu kỳ tăng trưởng mạnh như thế thì rõ ràng là một cái chu kỳ tiếp theo, đấy là một cái chu kỳ phân phối, một cái chu kỳ mà rõ ràng là thị trường của chúng ta nó sẽ không được tốt và không được nhiều kỳ vọng như là năm 2017 nữa. Thì đấy là một cái thực tế, và có những cái bản điểm tin trước thì cũng đã đặt cái xu thế của thị trường chứng khoán Việt Nam trong vòng 10 năm cùng với thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường chứng khoán châu Á, để chúng ta có một cái góc nhìn tổng quan nhất, để chúng ta hình dung ra được rằng là thị trường của chúng ta trong giai đoạn hiện tại thì nó sẽ không được như một cái bức tranh vẽ đẹp như của năm 2017 nữa. Thì đấy là Hùng, tí nữa thì Hùng sẽ đi phân tích chi tiết sau. Và trong thứ sáu tuần trước thì Hùng có việc bận,
không trực tiếp làm bản điểm tin. Nhưng mà ngày thứ hai của tuần tuần tiếp đó thì trên tức là ngày 19 9:16 thì Hùng đã có một cái bản tin vắn tắt về định hướng của thị trường. Thì trong cái bản tin vắn tắt này thì Hùng cũng có đề cập đến, tức là trên đồ thị VN Index chúng ta thấy rằng một tuần tăng mạnh của ngày mùng 2 tháng 11 thì thị trường đã có hai tuần giảm điểm và gần như xóa tan mọi thành quả của tuần trước đó. Nếu nhìn trên góc độ phân tích kỹ thuật thì tuần này, tức là Hùng Lê đánh giá là tuần từ ngày 19 đến ngày 23, tuần vừa qua thì thị trường cần phải lấy lại vùng từ 910 đến 920 điểm để đảm bảo cho một cái chu kỳ tích lũy bền vững từ vùng đáy đi lên, từ nền 900 điểm. Thì rõ ràng là trong tuần vừa qua thì thị trường của chúng ta đóng cửa ở 917, coi như gần 918 điểm, tức là nó vẫn nằm ở trong cái ngưỡng từ 910 đến 920. Tức là gì? Nếu như thị trường của chúng ta đóng cửa ở trong cái vùng đó thì chúng ta thấy rằng là vẫn còn những cái cơ hội tiếp theo để cho chúng ta đầu tư và vẫn còn những cái cơ hội tiếp theo cho thị trường. Và cái kịch bản thứ hai, nếu như thị trường của chúng ta thất thủ vùng 910, 920 thì đây là một tín hiệu xấu trong ngắn hạn. Và trường hợp này mà xảy ra thì rõ ràng là sẽ cho thấy là nếu mà cái trường hợp này xảy ra thì thị trường của chúng ta sẽ rất là xấu. Và khuyến nghị thì Hùng Lê vẫn đánh giá cho các quý anh chị là chúng ta sẽ giữ ở quan điểm là tỷ lệ tiền mặt cổ phiếu trên tỷ lệ tiền mặt đó là 50-50. Vẫn duy trì một cái tỷ lệ đảm bảo một cái mức độ an toàn. Chúng ta cũng không thể full margin hoặc là chúng ta cũng không thể mua một cái lượng tiền mặt, full tiền mặt, bởi vì là rõ ràng là thị trường của chúng ta đang trong quá trình tạo nền. Mà quá trình tạo nền thì chúng ta có thể thấy rằng là tạo nền thì chúng ta sẽ tìm gom, mua gom những cổ phiếu mà chúng ta có một nền tích lũy tốt và những cái cổ phiếu mà có thể là có một cái những cái mức tăng sau khi mà thị trường hồi phục. Thì cũng có khuyến nghị cho các anh chị một số các cổ phiếu để chúng ta tham khảo đầu tư, bởi vì rõ ràng là chúng ta cũng thấy rằng là cũng có khá là ít các cái cổ phiếu mà chúng ta có thể đầu tư được trong giai đoạn hiện tại, bởi vì là chúng ta thấy rằng là cổ phiếu nó chỉ lên được khoảng 2-3 phiên sau đó thì lại quay đầu giảm điểm ngay. Và nếu mà chúng ta đánh ở trong một cái nhịp ngắn hạn thì gần như chúng ta không thể có lãi được. Đấy, mà chúng ta cứ mua bán liên tục như thế thì cũng sẽ rất là khó với một cái cách đầu tư của thị trường hiện tại. Thì đấy là những cái mà Hùng Lê đã phân tích và tổng hợp lại những cái nhận định của thị trường, bởi vì tuần trước thì chúng ta không có bản điểm tin. Thì quay lại chủ đề chính của bản điểm tin ngày hôm nay, thì trước hết chúng ta sẽ đánh giá lại toàn bộ cái nội tại tình hình thị trường trong tuần vừa qua, sau đó thì chúng ta sẽ có một vài phân tích, nhận định xu thế chung của thị trường trong tuần tới để chúng ta có một cái định hướng trong giao dịch. Và rõ ràng một điều là phiên thứ 6 tuần kết tuần, tức là phiên ngày 23, thì thị trường của chúng ta hơi xấu khi mà lực bán ở cuối phiên khá là mạnh. Và chúng ta thấy rằng là lực bán thì chủ yếu tập trung ở Vinamilk và một số các cái cổ phiếu trụ dòng ngân hàng, đã dẫn đến thị trường của chúng ta đã giảm, VN Index của chúng ta giảm 6,45 điểm và đóng cửa khoảng 918, gần 918 điểm. Gần như là chúng ta thấy rằng chúng ta có thể đảo qua một vài các cái danh mục của thị trường. Đấy là ví dụ như là dòng ngân hàng, thì chúng ta thấy rằng là dòng ngân hàng cũng giảm rất là mạnh và gần như cũng không có một cái động lực lớn để tăng mạnh, và đặc biệt là cả dòng chứng khoán nữa. Đó, và duy nhất thì cổ phiếu của ngành xây dựng thì một số các cái mã cổ phiếu thì đang có những cái tín hiệu khá là tích cực. Về dòng dầu khí thì cũng chỉ có mỗi PLX và một số các cổ phiếu khác. Thì nữa chúng ta sẽ đi phân tích sâu hơn các cái mã cổ phiếu. Thì đầu tiên thì chúng ta cùng nhìn lại một vài các cái mã cổ phiếu trụ trong thời gian vừa qua. VIX, đối với VIX thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua thị trường của chúng ta tăng điểm mạnh, và một phần rất lớn đấy là sự phục hồi của VIX từ vùng giá 90
và đóng cửa vùng giá 99. Đối với VIX thì Hùng đã phân tích ở rất nhiều các cái bản tin trước, thì hiện tại thì VIX đang có những cái dòng sản phẩm, ví dụ xe đạp, xe máy điện, các cái sản phẩm được tung ra thị trường, thì cũng có thể đấy là một cái kỳ vọng của giới đầu tư đối với cổ phiếu VIX. Tuy nhiên hiện tại chúng ta cũng thấy rằng là nhà đầu tư nước ngoài đang bán rất mạnh cổ phiếu này, và đấy là một cái tín hiệu không thực sự tích cực. Và thanh khoản của tuần vừa qua đối với cổ phiếu VIX thì tăng mạnh, cũng có thể là dòng tiền nội đã phải cân lại toàn bộ cái lượng bán của lượng người nước ngoài, một cái lượng bán rất là lớn, lượng bán rất là lớn. Nếu mà chúng ta theo dõi ở trên bảng điện thì chúng ta thấy rằng lượng bán rất là lớn, và cũng rất là may là cái cầu nội đã cân hết cái lượng bán đó, và đã dẫn đến VIX có một tuần tăng điểm rất là mạnh và lấy lại những cái phần điểm đã mất ở trước đó. Thì đối với quan điểm của ông Lê, VIX vẫn đang những cái quá trình chúng ta phân phối, và chúng ta cũng đối với cổ phiếu này nó mang tính chất giữ nhịp và dẫn dắt thị trường thôi, chứ cũng không thể là dành cho nhà đầu tư nhỏ lẻ của chúng ta. VHM. Và cùng với đó là cổ phiếu VHM cũng là một trong những cổ phiếu đóng vai trò hết sức là tích cực để giúp tăng điểm mạnh cho thị trường trong tuần vừa qua. Đấy là phiên tăng điểm phiên thứ hai và phiên thứ ba, thì những cái việc là cổ phiếu, những cái dòng cổ phiếu trụ đã tác động lớn đến điểm số của thị trường. Thì đối với VHM hiện tại thì chúng ta thấy rằng là VHM đã có một nhịp tăng tốt. Trên góc độ phân tích kỹ thuật thì VHM sẽ còn có được những cái nhịp tăng tiếp theo, sẽ còn những có nhịp tăng tiếp theo. Trên biểu đồ MACD và tín hiệu RSI thì chúng ta thấy rằng là tín hiệu của VHM đang khá là ok. Và với việc là sẽ cần những cái cổ phiếu trụ để dẫn dắt thị trường thì khả năng cao thì VHM sẽ sang tuần tới VHM sẽ tiệm cận lên vùng giá vùng 84 đến vùng 85. Đây thì VHM sẽ tiệm cận lên cái vùng kháng cự mạnh này, và tại vùng kháng cự này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cổ phiếu này. VRE. Đối với VRE thì Hùng Lê đã khuyến nghị cho các anh chị chúng ta có thể tham gia đầu tư cổ phiếu này. Thì đối với cổ phiếu này thì Hùng Lê đánh giá ở nền giá 30 là nền giá tích lũy của cổ phiếu VRE. Đây là một cổ phiếu cơ bản tốt. Tuy nhiên hiện tại thì chúng ta thấy rằng VRE đang có một cái nền tích lũy đi ngang quanh vùng giá 30. Nếu chúng ta xét trên biểu đồ nến tuần đó thì chúng ta thấy rằng VRE đang tích lũy ở vùng nền khá là tốt, và đối với cổ phiếu này thì chúng ta có thể tham gia đầu tư lâu dài, quan điểm cũng lên như thế. Bởi vì đối với thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại, chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta đánh ngắn thì chúng ta cứ mua những cái phiên xanh mạnh, và sau đó thì chúng ta ngay lập tức chúng ta bị lỗ. Đấy, ví dụ như trong phiên ngày hôm nay, một phiên tăng rất là mạnh, và sau đó thì hai phiên tiếp theo là phiên ngày 22 và ngày 23 thì gần như VRE đã trả lại 1/2 cây nến xanh là gần trước đó. Vậy thì những ai mà mua ở những cái lệnh xanh này thì hiện tại bây giờ đã bị lỗ rồi. T0, T1, T2 đã bị lỗ, và khi về tài khoản thì nó sẽ bị lỗ. Nhưng nếu chúng ta xác định một cái cổ phiếu cơ bản tốt và chúng ta có thể tham gia nó ở một cái góc độ dài hơn thì chúng ta có thể khi cổ phiếu này giảm chúng ta sẽ mua và chúng ta sẽ đầu tư ở một cái góc độ dài hơn. Thì đối với VRE thì chúng ta, ông Lê đánh giá rằng là đây là một cổ phiếu cơ bản tốt trong họ nhà VIX. Và với những tín hiệu hiện tại thì chúng ta thấy rằng là đối với cổ phiếu này thì cần những tín hiệu hiện tại thì khả năng là sang tuần tới thì VRE sẽ tích lũy lại ở vùng nền giá 30. Tiếp tục tích lũy ở vùng nền 30 để có những cái xu thế tiếp theo. Đối với GAT thì xuyên suốt ở rất nhiều các cái bản tin thì Hùng Lê đã phân tích và nhận định rằng đối với GAT đã có một cái vùng phân phối ở quanh vùng giá 120. Và khi mà GAT đã gãy ở cái vùng nền này thì đối với cổ phiếu này thì nó sẽ bước vào một cái kênh xu thế giảm. Và với những tín hiệu tại khi GAT giảm thì GAT có những cái nhịp hồi. Và những cái nhịp hồi phục này, đấy là những cái nhịp hồi phục mà để cho những ai còn kẹp hàng thì người ta để thoát bớt hàng ra. Và tín hiệu tại thì đang cho thấy rằng GAT sẽ có một xu thế giảm giá, và quan điểm của ông Lê thì GAT sẽ về tích lũy lại ở vùng giá 80. Đấy là một vùng giá hợp lý khi mà nó sẽ chạm về vùng Fibo 7866. Và sang tuần thì nếu như mà GAT mà rơi gãy qua vùng 90 thì cổ phiếu này sẽ giảm rất là nhanh.
Cũng có thể là khi rơi về vùng 90 thì gas sẽ có một vài phiên trụ lại ở đây, và trụ lại ở đây thì chúng ta sẽ quan sát tiếp những cái xu hướng. Thì đối với gas thì nó cũng giai đoạn này chúng ta sẽ không tham gia đầu tư đối với cổ phiếu này, nó chỉ mang tính chất giữ nhịp cho thị trường mà thôi. Một cổ phiếu nữa là PLX, thì đối với PLX Hùng cũng đã có một vài cái khuyến nghị dành cho các anh chị chúng ta có thể tham gia đầu tư PLX. Thì đối với PLX Hùng đánh giá rằng vùng giá 55, thì vùng nền 55 của PLX khá là chắc chắn đối với cổ phiếu này, và đây cũng là một cái cổ phiếu blue chip, nó cũng dạng dạng như blue chip và cũng có thể cho chúng ta đầu tư lâu dài. Thì rất là tiếc khi mà phiên cuối tuần thì PLX không đóng cửa được ở vùng giá cao nhất và PLX rơi về vùng giá 58.2. Tuy nhiên với những tín hiệu hiện tại của PLX thì Hùng đánh giá rằng đây là một cổ phiếu đang khá là tích cực, và tích cực hơn hơn hết cả trong cái nhóm ngành dầu khí. Thì đối với PLX ở vùng giá PLX đang có những cái xu hướng để bẻ gãy xu thế, tức là đang chuyển từ cái xu thế giảm giá và sang xu thế tăng giá, thì đây đang là quá trình chuyển hướng. Và trong cái quá trình chuyển hướng đó thì có thể cổ phiếu sẽ chuyển hướng thành công và cổ phiếu sẽ thất bại, nhưng mà đối với PLX thì Hùng đánh giá là đang có những cái dấu hiệu tích cực để một cái nhịp thành công lớn hơn là một nhịp thất bại, và PLX sẽ cần phải sang tuần nếu như PLX mà đóng cửa vượt vùng giá 60 đi, vượt vùng giá 60 thì như thế là hết sức là ok, và như thế là gần như là PLX chắc chắn rằng PLX sẽ có một cái nhịp nhịp tăng giá mới. Đối với cổ phiếu này thì cổ phiếu này là cổ phiếu mà các anh chị có thể tham gia đầu tư ở trong giai đoạn hiện tại. PVS, đối với PVS hiện tại chúng ta thấy rằng nếu nhìn ở trên biểu đồ nến ngày thì PVS vẫn đang ở trong một cái kênh xu thế tăng giá, tức là một cái kênh tăng. Tuy nhiên là PVS đã có hai phiên giảm điểm, thì những tín hiệu hiện tại chúng ta sẽ kiểm tra lại trên biểu đồ nến tuần. Trên biểu đồ nến tuần thì PVS đang có một xu thế giảm giá, và chúng ta cũng không nên bắt PVS ở thời điểm hiện tại, và nếu mà chúng ta bắt thì chúng ta sẽ phải chờ bắt lại ở PVS ở vùng giá khoảng 17.5 đó. Nếu mà chờ để bắt thì chúng ta sẽ chờ để bắt lại PVS ở vùng giá 17.5. Hoàn toàn tương tự đối với PVD thì PVD đã chạm về vùng giá 15 hiện tại nó đang đóng cửa 15.5, và trên biểu đồ nến phân tích nến tuần thì chúng ta thấy rằng PVD đang có một nhịp giảm khá là mạnh, có một tuần giảm giá khá là mạnh. Momentum đang đi xuống, đang có một tuần giảm giá đang rất là mạnh. Thì với những tín hiệu hiện tại của PVD, chúng ta xem ở trên biểu đồ nến ngày thì chúng ta cũng sẽ không tham gia PVD ở giai đoạn hiện tại, bởi vì là xu thế hiện tại đang vẫn là một xu thế giảm giá rất là chủ đạo. Hùng sẽ phân tích, chúng ta sẽ đi điểm qua hai cái cổ phiếu dầu khí nữa cũng đang khá là ấy, PVB thì PVB cũng hoàn toàn tương tự như thế, vẫn là một xu thế trong một cái xu thế giảm giá mạnh, thì đối với cổ phiếu này chúng ta cũng sẽ không thể tham gia được. BSR, đối với BSR thì sau những cái thông tin xấu và thông tin về giá giá dầu thì BSR lại đang về lại vùng nền 14, tức là cái vùng giá thấp nhất, và xu thế hiện tại của BSR thì vẫn là một chủ đạo, vẫn là một xu thế giảm giá, và chưa BSR chưa có một cái nền tích lũy, chưa có một cái nền tích lũy để chúng ta chưa có một cái nền tích lũy để chúng ta đảm bảo rằng là cổ phiếu này sẽ bẻ gãy pha xu thế của cổ phiếu này. Oi Oi thì hiện tại Oi thì đang tích lũy ở quanh cái vùng nền 14, đấy là cái mục vùng nền hỗ trợ của Oi. Từ lúc Oi lên sàn đến bây giờ thì cái vùng 13.5 đến vùng
đúng nói đúng hơn là vùng 13. 13 mới là đáy của cổ phiếu này, nhưng mà sau đó thì có một phiên trong những cái tuần trước thì đã có những phiên gần về đến 13, vùng 13.2, và sau đó thì OI đang có những cái nhịp phục hồi. Thì nếu nhìn ở trên tín hiệu hiện tại thì chúng ta thấy rằng OI đang có một nhịp phục hồi khá là tốt. Tuy nhiên là những cái nhịp phục hồi này thì nó cũng chỉ mang tính chất là đang bẻ gãy pha xu thế. Còn cái pha xu thế thì đã được khi nào mà bẻ gãy hoàn toàn để chuyển từ pha xu thế giảm sang pha xu thế tăng thì đấy là thời điểm mà chúng ta sẽ tham gia cổ phiếu. Hiện tại thì thanh khoản cũng đang ở mức độ cạn kiệt. Mức độ cạn kiệt đây là những cái nền tích lũy của OI, thì cổ phiếu này chúng ta sẽ đưa vào danh mục để chúng ta theo dõi. BVH. Đối với BVH thì Hùng đã phân tích song hành cùng với các cái cổ phiếu khác, ví dụ như GAT, thì chúng ta thấy rằng là BVH đã có một cái quá trình không hiểu tại sao mà Hùng cũng không giải thích được, là hiện tại thì vol của BVH khá là bé, và BVH thì đang neo ở quanh cái vùng giá từ vùng giá 90 đến vùng giá 100 khá là tốt, thì khả năng vẫn là cái vùng giá, những cái vùng giá này vẫn là những cái vùng giá để mà BVH phân phối hết. Tuy nhiên cái cách phân phối của BVH nó không phải như các cổ phiếu khác mà nó phân phối ở một cái lượng rất là nhỏ. Thì cổ phiếu này cũng mang tính giữ nhịp thị trường, chúng ta cũng không quan tâm để chúng ta tham gia đầu tư. Vinamilk là một cổ phiếu mà Hùng cũng đã phân tích khá là nhiều, và gần như trong tất cả các bản điểm tin thì Hùng đều có đề cập đến cổ phiếu này. Và cái nền giá 120 đấy là một cái nền giá mà chúng ta thấy rằng là một cái nền giá, một cái ngưỡng hết sức là nhạy cảm đối với cổ phiếu này. Thì hiện tại thì cổ phiếu này đang vận động ở quanh một cái biên độ hẹp từ vùng giá 115.5 đến vùng giá 120, thì hiện tại Vinamilk đang hình thành lại một cái nền tích lũy, và cái nền tích lũy này hết sức là quan trọng, bởi vì cái nền tích lũy này nó sẽ xác định cái xu thế tiếp theo của cổ phiếu Vinamilk. Nếu như nền 115 đến nền 120 này, cái nền này mà tích lũy thành công thì cổ phiếu này chắc chắn sẽ có một nhịp hồi phục, một cái nhịp tăng giá mới. Nhưng ngược lại, nếu nền này bị phá vỡ thì Vinamilk sẽ không còn giữ được một cái trend tăng giá, và như thế thì Vinamilk sẽ có một cái nhịp giảm rất là mạnh. Thì đối với cổ phiếu Vinamilk thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở trong những phiên tiếp theo của thị trường. Còn hiện tại để tham gia thì chúng ta cũng sẽ không tham gia ở cổ phiếu này. SAB. Đối với SAB thì trong các bản điểm tin ở tuần trước thì cũng có đánh giá rằng SAB đang bước vào một cái nhịp tăng, khi mà SAB có những thông tin khá là tích cực, ví dụ thông tin nới rung ngoại 100% này, rồi thông tin về chia cổ tức ngày 26 tới đây, tức là thứ hai tuần tới, thì thứ ba thì SAB sẽ chia cổ tức đâu đó hình như 30% 20% gì đó, bởi vì cổ tức đợt vừa rồi thì SAB đã chia một lần, và với một cái thông tin như thế thì SAB sẽ tiệm cận về đây, cũng vẫn đang giữ lại ở đây, là sẽ tiệm cận về vùng giá 240 đến 245, nó tiệm cận về vùng đỉnh cũ. Thì hiện tại thì SAB đã tiệm cận về vùng đỉnh cũ rồi và đã hoàn thành cái target mà Hùng Lê đã đề ra. Tuy nhiên đối với SAB thì Hùng đang kỳ vọng một cái nhịp tăng lớn hơn chứ không phải là về vùng này, và Hùng đang kỳ vọng rằng SAB sẽ tích lũy lại ở cái vùng đỉnh này và sẽ có một cái nhịp đây đi như thế này, và sau đó sẽ có một nhịp bứt lên, bởi vì là đang có đà và đang có một cái đà, và nói đúng hơn như kiểu là game. Thì đây là một cổ phiếu mà thanh khoản khá là thấp và một cổ phiếu mà dùng để giữ nhịp cho thị trường, rồi giữ điểm số thì đang kỳ vọng là trong nhịp này thì SAB sẽ vượt lên ở vùng 260. Đây, đang kỳ vọng một cái đường đi của SAB như thế này. Thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát SAB ở trong tuần tới. Còn xu thế chủ đạo của SAB hiện tại vẫn đang là một xu thế tăng giá. Một xu thế tăng giá khi mà trên biểu đồ MACD cũng như biểu đồ RSI. Tất nhiên RSI đang vào vùng đúng trên RSI thì đang vào vùng quá mua. Thì có thể cổ phiếu này sẽ có những cái nhịp chỉnh và sau đó
Sau đó thì sẽ có một cái nhịp hồi phục, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cổ phiếu này, và tín hiệu hiện tại thì cũng đang cho thấy là ủng hộ cho SAB một xu thế tăng giá mới. VDC và Mansan. Đối với VDC và Mansan thì đối với hai cổ phiếu này thì nó đang có những cái đường đi, đang có những cái đường đi khá là song trùng với nhau. Thì đối với VDC thì có một cái ngưỡng, đấy là ngưỡng 130, là cổ phiếu này cần phải lấy lại và tích lũy lại, vừa thoát thành công vùng 130 thì nó sẽ giữ được xu thế tăng giá. Tuy nhiên là đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là VDC đã có một phiên rơi và rơi khỏi vùng hỗ trợ 130, thì đối với xu thế hiện tại của VDC thì vẫn là một xu thế trong một cái xu thế giảm giá, trong một xu thế giảm giá. Mansan, đối với Mansan thì hiện tại thì Mansan lại có những cái nét tích cực hơn cổ phiếu VDC. Đó là Mansan đã lấy lại được ở vùng nền 80. Ở vùng nền 80 là một cái vùng hỗ trợ khá là tích cực, khá là tốt của Mansan. Thì chúng ta thấy rằng là Mansan đã lấy lại được ở vùng nền giá 80, và chúng ta cần một phiên. Hiện tại thì là tín hiệu như thế là đã là hết sức là tích cực với Mansan rồi, 81.6, và chúng ta sẽ cần một phiên mà volume của Mansan đạt khoảng từ 600 đến 800k trên một phiên, và giá của Mansan sẽ có những cái biến động, những đây ví dụ như sẽ có xuất hiện những cái cây như này, cây nến xanh mạnh để đẩy đẩy cái giá của Mansan vượt thoát vùng vượt thoát, trước hết là vượt thoát, nếu mà Mansan trong tuần tới mà Mansan mà vượt thoát được cái vùng 885 thì như thế là cổ phiếu này hết sức là khỏe. Thì với Mansan thì các anh chị của chúng ta cũng có thể mua thăm dò ít một, còn đối với giai đoạn hiện tại thì chúng ta sẽ không nên mua nhiều, bởi vì là thị trường của chúng ta cũng sẽ rất là khó tiên đoán và sẽ có những cái biến động khá là rủi ro trong ngắn hạn, còn những tín hiệu trong ngắn hạn của Mansan thì đang ok. Chúng ta cùng qua một số các cổ phiếu ngân hàng. ACB là một cổ phiếu ở trên sàn Hà Nội. Nó vừa là một cổ phiếu trụ, vừa là một cái dòng cổ phiếu trụ ở trên sàn Hà Nội. Và chúng ta thấy rằng là ACB thì sau những có trong tuần vừa qua thì đã xuất hiện một số thông tin tích cực, thì đã đẩy cổ phiếu này lên tiệm cận vùng giá 30. Tuy nhiên sau đó thì lại có hai phiên rơi về vùng giá 29. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cũng chỉ đang ở trong một cái nền tích lũy từ vùng giá 28, từ vùng giá 28 đến vùng giá 29. Tuy nhiên ở trong một cái góc độ về ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng ở nền giá 28 cũng là một cái nền hỗ trợ khá là tốt của cổ phiếu này. Còn trên biểu đồ nến tuần thì cổ phiếu SAB à cổ phiếu ACB cổ phiếu ACB đang có hai tuần tích lũy tại vùng nền giá 28, thì chúng ta sẽ vùng nền 28 đến vùng nền 29, thì chúng ta sẽ cùng chờ cổ phiếu này. Với những trong team thì một số các anh chị đang nắm giữ cổ phiếu ACB thì cũng đánh giá rằng cổ phiếu này là một cổ phiếu khá là tốt, và chúng ta sẽ chờ cho đến hết quý 1 năm 2019, hết quý 1 2019. Và trong bản điểm tin tuần trước thì có một bạn cũng đã có một comment ở đằng dưới trong cái bản tin video số 34, không biết có một bạn nào đó đã comment bảo là vẫn nhớ anh Hùng Lê nói rằng là ACB mà không về vùng giá 4x thì nên về quê chăn bò. Ok, Hùng Lê vẫn nhớ việc đó. Chúng ta cùng đi cổ phiếu tiếp theo, Vietcombank. Đối với Vietcombank cũng là một cổ phiếu dẫn dòng ở trên sàn HO. Tuy nhiên những tín hiệu hiện tại thì chúng ta thấy rằng Vietcombank đang có xu thế giảm giá, và những xu thế giảm giá này vẫn chưa dừng lại.
Khi Vietcombank có một phiên tăng mạnh và sau đó thì lại có những phiên mà giảm mạnh, thì đối với những tín hiệu hiện tại của Vietcombank thì cũng khá là xấu, nó xấu chung với lại những cổ phiếu của dòng ngân hàng. Bit và công thương. Đối với BID thì sau một cái nhịp hồi từ vùng 27 lên đến tiệm cận đến vùng 32 thì BID lại có một cái nhịp giảm giá. Thì những cái xu thế hiện tại của BID thì BID đang đang dập dìu ở BID đang dập dìu ở quanh vùng giá 31.5. Đây là một cái vùng hỗ trợ của BID, nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu nhìn trên góc độ phân tích kỹ thuật, nếu nhìn trên góc độ thuần về phân tích kỹ thuật thì BID vẫn đang trong một cái trend xu thế giảm giá. Và với một cái trend xu thế giảm giá và với một cái mức độ nó đang ở vùng giá đang ở khá nhạy cảm thế này thì chúng ta cũng sẽ không tham gia cổ phiếu này, CTG. Và hoàn toàn tương tự như BID thì CTG đó, thì trong tuần ngân hàng đã có một một hai phiên tăng điểm mạnh và sau đó thì nó cũng rơi và trả lại gần như về tất về về lại cái điểm xuất phát. Đấy là một cái tín hiệu khá là khó chịu của thị trường trong trong giai đoạn hiện tại. Nếu chúng ta mua thì chúng ta sẽ ngay lập tức trong ngắn hạn thì chúng ta gần như là chúng ta lại bị trả lại về, và thậm chí còn sau khi trừ chi phí thuế và những cái chi phí mà trả cho công ty chứng khoán thì gần như chúng ta lại bị lỗ. Chúng ta cùng điểm một số STB. Ok, STB. Đối với STB thì những tín hiệu hiện tại thì STB đang cũng gần như mất hết thanh khoản và STB đang có một xu thế đi ngang, xu thế chưa rõ ràng, nên là đối với cổ phiếu này thì chúng ta cũng loại khỏi danh mục luôn. SSI. Đối với SSI thì rõ ràng là SSI vẫn trong một kênh xu thế giảm giá và tín hiệu của phiên thứ 6 tuần kết tuần có một phiên rơi rất mạnh, thì với những tín hiệu rơi rất mạnh như này thì SSI sẽ tiếp tục một xu thế giảm giá, và trong khi đó thì chúng ta thấy rằng là thanh khoản của SSI cũng gần như mất ở trên thị trường, thì chúng ta cũng sẽ không có tham gia đầu tư. Hoàn toàn tương tự SSI thì HCM cũng như vậy, gần như là thanh khoản của HCM cũng không còn. Và những cái giai đoạn hiện tại thì HCM đang lình xình đi ngang, và cái sự lình xình đi ngang như thế này thì nếu chúng ta đầu tư thì chúng ta cũng sẽ rất là khó chịu, đối với cổ phiếu mà đang có những cái sự đi ngang này. Và chúng ta nếu tăng thì nó tăng cũng không mạnh, và đến lúc nó gãy trend hoặc nó giảm giá thì chúng ta sẽ gặp những cái thiệt hại rất là nhiều. VND thì hiện tại VND thì đang tích cực hơn khi mà VND cũng đang được hỗ trợ khá là ok quanh vùng giá 18.5. Quanh vùng giá 18.5 thì sang tuần thì VND khả năng cao thì VND sẽ tiếp tục tích lũy ở vùng này. Tuy nhiên là với tín hiệu hiện tại thì chúng ta thấy rằng dòng tiền cũng không tập trung nhiều vào cổ phiếu VND, nên là chúng ta cũng sẽ không tham gia. Chúng ta cùng điểm qua một số các cổ phiếu blue chip khác, ví dụ DHG. Đối với DHG thì DHG đang có những phiên mà tạo đáy quanh vùng nền 83.5, và cái việc tạo nền này có thành công hay không thì chúng ta sẽ phải cần tiếp tục quan sát ở trong tuần tới. Còn đối với tín hiệu hiện tại thì khả năng thì là cổ phiếu này cũng sẽ tiếp tục lình xình ở quanh vùng giá 83.5 thôi. Còn sẽ lình xình ở quanh vùng giá 83.5, và việc mà cái cổ phiếu này có bẻ gãy pha xu thế hay không thì chúng ta cần phải tiếp tục quan sát. HPG. Đối với HPG thì cũng đã phân tích cũng khá là nhiều ở trong các cái bản điểm tin ở các tuần trước. Thì chúng ta thấy rằng là HPG đã mất rất nhiều thời gian để công phá cái vùng 40. Cái vùng 40 và sau đó thì cái nền giá 40 chỉ vượt qua được một quãng rất là ngắn, và sau đó thì HPG đã ngay lập tức quay đầu giảm điểm. Thì với những tín hiệu hiện tại của HP
HPG thì chúng ta thấy rằng là HPG đang có những cái tuần giảm điểm rất là mạnh và xu thế chủ đạo của cổ phiếu này vẫn là xu thế giảm giá. Tuy nhiên là trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng là trên biểu đồ nến tuần thì cổ phiếu này đang tạo thành một cây nến doji. Doji, nhưng mà chúng ta nhìn ở trên biểu đồ nến ngày thì chúng ta thấy rằng là tín hiệu rất là xấu rồi, bởi vì là những cái nỗ lực tăng giá của những phiên trước đó thì hiện tại là những phiên cuối tuần thì đã trả hết về, và chúng ta cũng thấy rằng là cái dòng tiền hiện tại cũng gần như mất hút chung với xu thế chung của thị trường hiện tại của chúng ta. Một cổ phiếu nữa là cổ phiếu Bình Minh BMP, cũng là một cổ phiếu blue chip. Thì đối với Bình Minh thì cổ phiếu này thì chúng ta hoàn toàn có thể tham gia mua gom dần. Đây là một cổ phiếu vùng đánh giá khá là tốt, thì mua gom dần ở quanh vùng giá 55. Quanh vùng giá 55 là cái vùng nền của Bình Minh. Thì cái việc mua gom thì chúng ta chỉ mua, ví dụ chúng ta dự kiến là chúng ta sẽ mua được 100% cổ phiếu này, thì cái vùng mua gom thì chúng ta chỉ chiếm khoảng từ 20 đến 30% cái số định mua. Thì đấy là cái cách chúng ta mua gom. VCG thì là cổ phiếu có game rồi. Thì trên đây thì chúng ta vừa mới điểm qua toàn bộ các cái mã cổ phiếu trụ, các cái mã nhóm ngành chính, nhóm ngành chính, những cổ phiếu mang tính dẫn dắt thị trường. Thì một điểm chung chúng ta đều thấy rằng có những điểm chung như thế này, tức là gần như tất cả các mã cổ phiếu của chúng ta thì đều mất thanh khoản. Chúng ta thấy rằng là dòng tiền đang thực sự là cạn kiệt đối với các mã cổ phiếu. Thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng là điểm số của thị trường tăng ở trong tuần vừa qua. Đây, nếu mà chúng ta sẽ bật cái biểu đồ nến tuần lên. Biểu đồ nến tuần thì trong tuần vừa qua thì đã có một tuần tăng điểm, và cái việc tăng điểm đó thì nó sẽ tập trung vào những mã cổ phiếu nào, ví dụ như là VIX, ví dụ như là VHM và một số các cổ phiếu khác, ví dụ của ngành dệt may, hoặc là của ngành thủy sản. Một số các cổ phiếu khác của ngành dệt may và ngành thủy sản để tăng rất là mạnh. Thì đó, thì là chúng ta thấy rằng là điểm số tăng mạnh, tuy nhiên là cái sự tăng đó nó không lan tỏa vào thị trường, nó chỉ tập trung vào những mã cổ phiếu trụ và một số các cái nhóm ngành đang, hai cái nhóm ngành đánh giá là hai cái nhóm ngành đang khá là hot trên thị trường, đấy là nhóm thủy sản và nhóm dệt may. Và gần như tất cả các tài khoản của quý anh chị nhà đầu tư thì chúng ta đều bị lỗ, chắc chắn là bị lỗ, khẳng định luôn là đều bị lỗ. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà thị trường tăng điểm, đúng không ạ, thì chỉ tăng những cổ phiếu trụ, và khi thị trường giảm điểm thì tất cả các mã cổ phiếu của chúng ta đều giảm, và trong đó thì có những mã cổ phiếu mà quý anh chị chúng ta nắm giữ, chúng ta đầu tư thì nó sẽ bị giảm theo. Thì đấy là một cái thực tế hiện trạng của thị trường trong giai đoạn hiện tại. Và với những cái thực trạng đó thì có hai phương án để chúng ta có thể xử lý tài khoản. Đấy là một, chúng ta đầu tư thì chúng ta sẽ giữ ở cái trạng thái an toàn, đấy là chúng ta 50-50 đó. Và chúng ta, nếu mà những ai mà mua lướt lát được thì chúng ta có thể mua lướt lát, còn những ai mà xác định đầu tư một cách nó dài hạn hơn thì chúng ta có thể tham gia mua những cái cổ phiếu cơ bản tốt, ví dụ như VRE, ví dụ như PLX, ví dụ như FCN, vân vân và vân vân. Đó, thì những cái cổ phiếu mà nó khá là ok trong thời điểm hiện tại. Và đây là toàn bộ biểu đồ của chỉ số VN Index của chúng ta. Và đây là biểu đồ nến tuần, thì chúng đang để ở nến tuần. Chúng ta đây là một cái đường kênh xu hướng. Đường kênh xu hướng thì chúng ta thấy rằng là nếu xét ở trên một cái kênh xu hướng dài hạn thì chỉ số VN Index của chúng ta đã bị gãy khỏi kênh xu thế dài hạn. Đây, kênh xu thế tăng dài hạn là từ vùng khoảng vùng giá 550. Khoảng vùng giá 550 cho đến thời điểm hiện tại thì đấy là kênh xu thế tăng giá dài hạn của VN Index thì đã bị gãy. Và trên đồ thị nến tuần thì chúng ta thấy rằng là VN Index của chúng ta đã có 4 tuần tích lũy quanh vùng 910. 4 tuần tích lũy ở quanh vùng nền 910. Và những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta cũng chưa cho thấy được rằng là thị trường sẽ tiếp tục tăng mạnh
tiếp tục tăng mạnh. Và với những tín hiệu hiện tại thì Hùng đánh giá rằng là thị trường của chúng ta sẽ tiếp tục tích lũy lại ở quanh cái vùng từ 910 đến 920. Và một điều rất là may đấy là thị trường của chúng ta đóng cửa ở tuần vừa rồi, kết tuần đấy là ở 918 điểm, tức là vẫn giữ được ở vùng 910 đến 920 điểm. Thì tại sao lại cái giữ được ở vùng đó thì Hùng đánh giá tích cực, bởi vì là giữ được cái vùng đó có nghĩa là gì? Cái vùng nền 900 là thị trường của chúng ta đang tích lũy thành công. Còn nếu cái vùng 910 đến 920 mà bị phá vỡ thì đấy là một cái tín hiệu xấu của thị trường. Thì về cơ bản là chỉ số VN Index của chúng ta thì chỉ số chung của thị trường và xu thế chung của thị trường thì Hùng đánh giá rằng là thị trường của chúng ta lại tiếp tục tích lũy lại từ vùng nền 910 đến vùng nền 920 ở trong tuần mới. Và vẫn một cái khuyến nghị dành cho tất cả các quý anh chị nhà đầu tư, đấy là chúng ta tránh mua đuổi trong những phiên xanh, và chúng ta ở giai đoạn hiện tại thì chúng ta sẽ chỉ mua những cái cổ phiếu nào tích lũy thành công và mua ở những cái phiên mà thị trường giảm điểm, những cái nhịp giảm điểm ở trong thị trường để chúng ta mua thì may ra chúng ta mới có lãi ở trong ngắn hạn. Còn nếu mà chúng ta đua lệnh trong những phiên thị trường xanh mạnh và sau đó thì thị trường ngay lập tức lại có những cái phiên trả lại thì nó cũng khá là khó chịu. Và xu thế chung của thị trường vẫn đang là trong một cái kênh xu thế giảm giá, các anh chị của chúng ta lưu ý là như thế. Chúng ta đừng quá kỳ vọng lớn vào thị trường. Bởi vì sao? Bởi vì là sau bốn tuần tích lũy quanh vùng 910 đến vùng 920 thì thực sự là 4 tuần tích lũy là cũng khá là dài. Mà sau những cái tuần tích lũy mà không thành công ấy, thì cái kịch bản xấu nó sẽ nhiều hơn kịch bản tốt. Các anh chị lưu ý cho Hùng một điều như thế. Tức là nó chỉ đây, chúng ta có thể xem lại ở trong một cái quá trình rơi của VN Index thì VN Index có 2 tuần tích lũy. Và sau đó thì đến tuần thứ 3 thì VN Index của chúng ta đã rơi rất là mạnh. Đó, thì cái việc tích lũy quá dài và quá lâu ở quanh một cái ngưỡng giá mà không vượt thoát lên được thì đấy là một cái tín hiệu không thực sự tích cực đối với thị trường. Còn trên biểu đồ HNX Index thì Hùng sẽ xem lại HNX Index của chúng ta. Trên biểu đồ liên tuần thì cơ bản là HNX Index vẫn đang ở trong một cái kênh xu thế tăng giá dài hạn. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là biểu đồ trên biểu đồ momentum thì momentum đang có những cái xu hướng đi xuống, cái xung lực dòng tiền đang khá là yếu, thì cái việc mà thị trường tăng mạnh nó sẽ không có và thị trường nó sẽ lình trình tích lũy đi ngang, sẽ tích lũy đi ngang, chứ còn chưa thể có những cái động lực mà tăng giá mạnh được. Còn nếu nhìn ở trên góc độ nến tuần thì chúng ta thấy rằng chưa có, HNX cũng như thế, hoàn toàn tương tự, đấy là cái xu thế tăng mạnh của thị trường là chưa có. Và những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cho ta thấy rằng là thị trường của chúng ta sẽ tiếp tục có những tuần tích lũy. Và việc tích lũy thành công hay không thì chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu tiếp theo của thị trường. Và Hùng vẫn lưu ý lại là 4 tuần để tích lũy quanh vùng nền 910 đến vùng nền 920 là thời gian quá là dài so với quy định. Và khi mà một cái nền tích lũy quá là dài so với quy định như thế thì chúng ta thấy rằng là những tiềm ẩn nhiều cái rủi ro hơn là những cái yếu tố tích cực. Và cộng vào đó thì chúng ta thấy rằng nhóm ngành ngân hàng rất yếu trong giai đoạn hiện tại. Nhóm ngành xây dựng thì cũng sẽ có một số cái mã cổ phiếu đơn lẻ, chứ nó không tạo thành một cái hiệu ứng. Và các cái cổ phiếu trụ, các cổ phiếu blue chip thì cũng đang ở trong một số các cổ phiếu trụ thì đang ở giai đoạn điều chỉnh, một số các cổ phiếu trụ thì cũng đang ở trong một cái nền tích lũy, mà nền tích lũy thì nó cũng khó có những yếu tố để đột biến để giúp cho nó tăng, giúp tăng mạnh. Và hơn thế nữa thì nhóm ngành cổ phiếu chứng khoán và một số các cái nhóm ngành khác thì đang, ví dụ nhóm ngành dầu khí thì cũng đang khá là yếu, bởi vì là giá dầu thì liên tục giảm như thế thì cái mức độ bứt phá của cổ phiếu dầu khí cũng khá là khó, đúng không ạ? Thì xu thế chung của thị trường thì cơ bản là như thế. Thì Hùng trong khuyến nghị đầu tư thì Hùng khuyến nghị cho các anh chị một số các cổ phiếu, ví dụ như là Bình Minh, đúng không ạ?
PLX đúng không ạ, VRE đúng không ạ, và thêm vào đó thì một số các cổ phiếu về bất động sản ở trong tuần vừa qua mình thấy cũng đang có những cái tín hiệu khá là tốt, ví dụ FCN. FCN thì chúng ta thấy rằng là có hai phiên FCN tăng điểm rất là mạnh, thì trong những phiên tăng điểm rất là mạnh như này thì chúng ta sẽ không nên đua theo những cái tăng mạnh như thế, mà chúng ta sẽ phải bình tĩnh lại và chúng ta sẽ chờ những cái nhịp chỉnh. Bởi vì sao? Bởi vì là khi một cổ phiếu mà đã chuyển pha xu thế từ pha xu thế giảm giá sang pha xu thế tăng giá thì không chỉ có một tuần, các anh chị lưu ý cho Hùng là không chỉ có một tuần là cổ phiếu nó tăng mạnh như thế đó. Thì là ví dụ như chẳng hạn như những ai mà đua lên đến tận mức giá ở đây là mức giá 16.6 và hiện tại là 15.9 thì như thế là cũng đã bị lỗ rồi đó. Thì khi mà cổ phiếu nó vừa mới chuyển pha xu thế từ pha xu thế giảm giá sang pha xu thế tăng giá thì chúng ta hãy cứ bình tĩnh. Và đối với FCN thì Hùng đánh giá rằng FCN sẽ cần thêm thời gian tích lũy, ở quanh vùng nền giá 15.5. Đây là vùng nền tích lũy của FCN, trang tuần tới FCN sẽ có thể là sẽ có một đến vài phiên tích lũy ở quanh nền này và mới bước sang một cái chuyển pha xu thế, tức là FCN hiện tại nó đang vừa chuyển pha xu thế giảm sang pha xu thế tăng. Thì với cổ phiếu FCN thì cũng đánh giá rằng là FCN sẽ tiếp tục tăng giá. Anh chị có thể hoàn toàn tham gia cổ phiếu FCN. Tuy nhiên chúng ta sẽ canh những cái nhịp thị trường của chúng ta giảm điểm, những nhịp FCN giảm ở trong phiên để chúng ta có thể canh để mua. ITA là một cổ phiếu hiện tại thì mệnh giá của ITA đang khá là thấp. Tuy nhiên là việc mệnh giá thấp hay cao thì điều đó nó không quan trọng. Quan trọng nhất là cái tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư của chúng ta. Tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư của chúng ta thì chúng ta thấy rằng là như thế này. Hùng đang để ở biểu đồ ITA trên biểu đồ nến tuần. Chúng ta thấy rằng là nếu xét ở trên góc độ nến tuần thì ITA đang có những tuần tích lũy. Mùng đánh giá rằng những cái tuần tích lũy của ITA ở cái vùng này đang rất là chặt chẽ. Đang rất là chặt. Chúng ta có thể xem lại cái vùng nền tích lũy này của ITA đang rất là chặt. Tức là ITA đang tích lũy ở quanh khoảng vùng nền 2.8 và vùng 2.5. Đó, thì cái vùng nền từ 2.8 đến 2.5 là cái vùng nền tích lũy khá là chặt đối với cổ phiếu ITA. Và chúng ta thấy rằng là đối với mã này thì nó đang có những cái phiên tạo nền. Chúng đánh giá rằng những cái phiên tạo nền này rất là tốt. Thì những cổ phiếu ở giai đoạn tạo nền thì chúng ta sẽ tham gia khoảng 30% vị thế của chúng ta. Thì đối với cổ phiếu ITA là một cổ phiếu mà chúng ta cũng có thể canh để tham gia ở vùng từ vùng 2.5 đến vùng giá 2.8. 2.5 đến vùng giá 2.8. Còn nếu xét ở trên biểu đồ nến ngày thì chúng ta thấy là ITA đang có những cái phiên tăng rất là mạnh và sau đó thì hiện tại thì có những phiên đã đẩy về vượt vùng 2.9, 2.94 và thanh khoản dòng tiền hiện tại thì cũng đang tập trung với cổ phiếu này khá là tốt, thì chúng ta sẽ canh những cái nhịp mà cổ phiếu này điều chỉnh để có thể tham gia. Thì đối với ITA thì cũng đánh giá cũng đang khá là tốt. Một cổ phiếu họ hàng của ITA đây là KBC. KBC nếu chúng ta nhìn ở trên đến ngày thì cổ phiếu này nó chạy cũng khá là khó chịu, nói chung là khá là rích rắc. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là hiện tại thì đường mác của cổ phiếu này đang khá là tốt, xung lực dòng tiền. Và cùng với đó đấy là trên biểu đồ nến Ichikuku cũng như trên đường ADX thì đang ủng hộ cho cổ phiếu này một xu thế tăng giá mới. Và chúng ta xem ở trên góc độ đồ thị nến tuần thì cổ phiếu này hoàn toàn là ok, 12.5. Vùng giá 12.5 là cái vùng giá chúng ta, các anh chị của chúng ta hoàn toàn có thể tham gia đối với cổ phiếu này, đối với cổ phiếu KBC. Và tùy từng cái mức độ quản trị rủi ro của các anh chị thì các anh chị có thể là tăng cái target, tức là Hùng đánh giá là vùng 12.5 thì có thể các anh chị có thể là 12.6, 12.7 hoặc là 12. Đấy thì những cái việc đó thì là tùy thuộc vào cái mức độ kỳ vọng của quý anh chị nhà đầu tư, thì chúng ta có thể tự
tự đề ra cho mình một cái target hoặc là một cái mức để chúng ta vào lệnh. Một cổ phiếu mà Hùng cũng thấy khá là đẹp đấy là cổ phiếu VGT. VGT thì rõ ràng là sau khi mà VGT đã có những nhịp chỉnh thì cổ phiếu này lại tiếp tục có những cái đường tăng giá lại, thì đối với cổ phiếu VGT vẫn đang còn cái dư địa tăng rất là nhiều, thì đối với cổ phiếu VGT thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn là chúng ta có thể tham gia ở quanh vùng giá 13. Ok, VGT quanh vùng giá 13, Đạm Phú Mỹ, DPM. Đạm Phú Mỹ cũng là một cổ phiếu rất là tốt, và hiện tại thì chúng ta thấy rằng Đạm Phú Mỹ đã có một tuần tăng điểm khá là mạnh, và phiên kết tuần đây trên biểu đồ nến tuần, xem trên biểu đồ nến ngày nè, rất là tích cực khi mà Đạm Phú Mỹ trong tuần vừa qua liên tục tăng giá. Và đối với Đạm Phú Mỹ thì chúng ta có thể canh lại quanh vùng giá 19.5 để tham gia cổ phiếu này, bởi vì với kết quả kinh doanh của Đạm Phú Mỹ đang khá là tốt và tích cực, và dòng tiền khá là ok, và Đạm Phú Mỹ thì đang bước vào một cái kênh xu thế tăng giá mới. Thì đối với Đạm Phú Mỹ thì các anh chị, mặc dù bây giờ chúng ta tham gia là hơi muộn, nhưng mà vẫn còn những cái dư địa để tăng giá tiếp theo. Và trong tuần có những cổ phiếu nào mà chúng ta có những tín hiệu tốt, những cổ phiếu nào mà tích cực thì Hùng Lê sẽ tiếp tục cập nhật ở trên hai kênh, thì chủ yếu là cái phần ở trên fanpage Facebook thì Hùng Lê sẽ cập nhật chi tiết hơn, còn ở trên kênh YouTube thì chủ yếu là bản điểm tin bằng video. Kết lại tuần thì chúng ta có thể thấy Hùng sẽ tóm lại một số cái định hướng như sau. Thứ nhất đấy là thị trường của chúng ta đóng cửa trong tuần vừa qua ở mức 918 điểm, tức là nằm trong vùng tích lũy từ 910 đến 920, thì đấy là một cái yếu tố tích cực. Ý thứ hai đấy là thị trường của chúng ta đã có 4 tuần tích lũy ở quanh vùng nền 910 đến 920, thì cũng đánh giá rằng 4 tuần tích lũy là cũng khá là dài rồi, và những tín hiệu để giúp thị trường bứt phá mạnh mẽ thì đến tuần thứ 5 đi, thì Hùng vẫn chưa đánh giá là vẫn chưa có những cái dòng cổ phiếu hoặc là chưa có những cái nhân tố mới. Khi mà thị trường cuối năm thì đấy là một vùng trũng, hết sức là vùng trũng về thông tin. Thì cái việc tích lũy quá dài thì cái Hùng đánh giá cái mức độ rủi ro trên cái mức độ tích cực, thì mức độ rủi ro lớn hơn mức độ tích cực, thì đấy là một cái yếu tố mà các anh chị của chúng ta cũng hết sức lưu tâm. Cái ý thứ ba đấy là chúng ta vẫn tiếp tục duy trì ở một cái tỷ lệ đầu tư ở một cái trạng thái vừa phải, đấy là ở cái mức độ tùy từng cái cách quản trị rủi ro của các anh chị, nhưng tối đa chúng ta chỉ tham gia tối đa là 50% giá trị danh mục của chúng ta là cổ phiếu, còn lại chúng ta sẽ để tiền mặt để đảm bảo những cái mức an toàn. Và cái ý thứ tư đấy là động lực để giúp thị trường tăng mạnh trong tuần tới, thì hiện tại Hùng cũng chưa có tìm thấy được những cái dòng cổ phiếu nào sẽ giúp cho thị trường của chúng ta tăng mạnh. Vì vậy nên là chúng ta trong những phiên mà tăng điểm mạnh thì chúng ta cũng chủ yếu là trụ, chắc chắn là thị trường sẽ đẩy trụ, thì chúng ta cũng không nên đua lệnh, và chúng ta phải giao dịch hết sức là thận trọng. Và ý tiếp theo đấy là một số các cái mã cổ phiếu mà Hùng đã có phân tích khuyến nghị thì các anh chị có thể tham khảo đầu tư. Và ý thứ năm thì trong tuần thì khi mà trong cái quá trình giao dịch mà có những cái mã cổ phiếu nào có tín hiệu dòng tiền, những cái mã cổ phiếu nào tốt thì Hùng sẽ up lên ở trên trang Facebook chứng khoán gạch ngang 100 ông chơi còn 5-9, thì các anh chị là thành viên của nhóm thì có thể xem cập nhật liên tục các cái mã cổ phiếu hoặc là các cái khuyến nghị của Hùng ở trên này. Thì những cái khuyến nghị đó thì nó mang tính chất là tham khảo. Ví dụ như cổ phiếu HDC Hùng có khuyến nghị ở bản thứ 2 tuần trước, để Hùng xem lại này. HDC Đạt Phương
HDC thì cũng đang cái này là không phải Đạt Phương, DPG cổ phiếu này thì đang tích lũy ở vùng nền giá 13.8. Đây cũng là một cổ phiếu khá là tiềm năng, các anh chị có thể xem báo cáo tài chính cũng như xem nội tại của doanh nghiệp thì ghi nền giá 13.5. Đó, nền giá 13.5 đến 13.9 thì đây cũng là một cái nền giá tham khảo đối với cổ phiếu này. Cổ phiếu DPG. Đó, thì thứ hai cũng có up cái bản tin đối với cổ phiếu DPG thì nó sau những cái tuần tích lũy quanh vùng giá 45 đúng không ạ? Thì cổ phiếu này đang có một tuần tăng giá khá là mạnh. Thì đối với cổ phiếu này thì là một cổ phiếu rất là tốt trong ngành bất động sản, vân vân và vân vân. Thì đó là những cái lưu ý để giúp cho quý anh chị nhà đầu tư có một cái định hướng tốt nhất ở trong tuần tới. Kính chúc quý anh chị các nhà đầu tư của chúng ta một tuần mới sẽ giao dịch thành công hơn và có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và bên người thân. Thì có thể là những cái bản điểm tin bắt đầu từ tuần này trở đi thì Hùng sẽ làm vào tối thứ bảy thay vì việc là trước đây là làm vào tối thứ sáu, bởi vì là bây giờ thì buổi tối thì có thể là mình cũng tham gia thêm một cái món forex nữa, thì có thể là tối thứ sáu thì thị trường đó vẫn giao dịch thì có thể là sẽ không làm bản điểm tin được, thì chúng ta sẽ chuyển sang bản điểm tin thị trường chứng khoán Việt Nam hàng tuần vào tối thứ bảy hàng tuần. Thì như thế thì cùng sẽ thay đổi cái lịch lại đó để cho tất cả quý anh chị nhà đầu tư chúng ta cũng có thể cập nhật lại tình hình thị trường và cập nhật lại cái lịch mà chúng ta cùng ngồi lại với nhau để phân tích cũng như đánh giá thị trường năm tuần vừa qua, cũng như có những cái góc cạnh, có những cái hướng nhận định xu thế chung của thị trường tuần tới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.